Rạng sáng 1 tháng 4, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đi thực tế xem quy trình giết mổ công nghiệp của hai nhà máy lớn nhất đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhà máy giết mổ công nghiệp An Hạ có 6 dây chuyền giết mổ và nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng có 5 dây chuyền giết mổ. Tại buổi khảo sát, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, thành phố Hồ Chí Minh trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 11.000 con heo, trong đó giết mổ tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6.000 con mỗi ngày, còn lại chủ yếu là thịt đông lạnh. Trong ngày đầu tiên ngưng cơ sở giết mổ thủ công, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động 5 nhà máy giết mổ công nghiệp gồm An Hạ, Sapri, Lộc An, Vishan và Xuân Thế Thượng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay các cơ sở giết mổ heo thủ công trên địa bàn thành phố ngưng hoạt động, trừ cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện Cần Giờ để phục vụ người dân địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn các nhà máy giết mổ công nghiệp hoạt động. Sáng 1 tháng 4, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thả hơn 1 triệu con giống thủy sản các loại về với môi trường tự nhiên. Tại hồ sông Quao, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ngành thủy sản địa phương đã thả khoảng 60.000 con cá, gồm cá chấm, cá trôi, cá mè, cá chép. Còn tại khu bảo tồn biển Hòn Cao, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khoảng 1 triệu con tôm sú giống và 5.000 con cá giống, gồm cá mú, cá bớp đã được thả xuống biển. Thời gian qua, hoạt động đánh bắt thủy sản với cường độ cao liên tục cũng như tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nơi cư trú của nhiều loài thủy sản. Nhiều loài bị khai thác quá mức, suy kiệt, không có khả năng phục hồi. Chính vì vậy, việc thả con giống góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại giao ban quý 1/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, 3 tháng đầu năm Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 17.000 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình cả nước 10,35%. Tuy nhiên, giá trị giải ngân này tập trung phần lớn vào tạm ứng hợp đồng của các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc thành phần Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 4 năm 2023 theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 vùng thủ đô, Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp với các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư xây dựng, khởi công các dự án trước ngày 30 tháng 6. Sáng qua 31 tháng 3, người dân phát hiện nhiều vệt dầu loang, dầu vón cục dạt vào bờ biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, kéo dài hàng trăm mét. Trong đó, nhiều vệt dầu có lẫn xác nhuyễn thủy biển chết vón cục, đường kính từ 0,1 đến 1,5cm. Nhiều người dân khi đang tắm biển vướng phải các vệt dầu loang đã bị ngứa dị ứng. Tại một số vị trí bãi biển khác ở huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Bước đầu, đơn vị chức năng nhận định có thể hiện tượng dầu loang tấp vào bãi biển ở Phú Yên do sự cố tràn dầu từ tàu đắm. Chính quyền thành phố Tuy Hòa phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên đã tiến hành thu dọn và tiếp tục theo dõi tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa điểm xuất hiện dầu. Trước thông tin về việc hành khách đi taxi tại sân bay có thể chịu giá cước cao khi các đơn vị áp dụng cách tính giá dịch vụ mới đối với các hãng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp thẩm quyền xử lý và báo cáo trước ngày 15 tháng 4. Cụ thể, trước đó, công ty cổ phần đầu tư TCB có thông báo với nội dung xe taxi quá cảnh nhà xe TCB để đón khách tại làn C nhà ga quốc nội phải chịu giá dịch vụ 5.000 đồng một lượt. Xe quá cảnh nhà xe TCB đón khách tại làn D của nhà xe chịu mức giá 15.000 đồng một lượt. Mức giá này được TCB thông báo áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Cùng với đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng có quyết định ngày 20 tháng 3 quy định xe taxi vào sân bay đón khách phải chịu mức giá dịch vụ 9.100 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mỗi lượt xe vào đón khách tại 18 vị trí thuộc làn C ga quốc nội và 16 vị trí làn A, B ga quốc tế. Mức giá cho các đối tượng kinh doanh vận tải hành khách khác từ 9.100 đồng đến 150.000 đồng một lượt. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 31 tháng 3 thông báo Anh sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thỏa thuận thương mại lớn nhất mà Anh tham gia sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Theo Nikkei Asia, như vậy Anh sẽ trở thành thành viên mới đầu tiên kể từ khi Hiệp định được ký kết năm 2018 và là quốc gia châu Âu đầu tiên trong khối.
Động thái này giúp Anh thực hiện cam kết quan trọng với người đã ủng hộ Brexit rằng sau khi rời khỏi EU, Anh có thể tham gia các khối thương mại khác với các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn những nền kinh tế gần về địa lý. Theo các số liệu của Anh, thỏa thuận thương mại này về dài hạn sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại của Anh thêm 1,8 tỷ bảng, tương đương 2,2 tỷ đô la Mỹ. CPTPP là hiệp định thay thế cho Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút khỏi năm 2017. Các thành viên CPTPP là Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Mexico, Chile, Peru, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Brunei. Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập khối vào năm 2021. Từ đầu tháng 5 tới, Hàn Quốc sẽ không yêu cầu hành khách nhập cảnh, bao gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài, điền vào các mẫu đơn hải quan nếu không mang theo hàng hóa chịu thuế. Tổng cục Hải quan Hàn Quốc KCS cho biết, mục đích của việc giảm thiểu thủ tục là nhằm tăng số lượng khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay và thúc đẩy tiêu dùng nội địa đang suy yếu do lạm phát cao kéo dài. Với việc nới lỏng các hạn chế đối với du khách quốc tế, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng cường thu hút du khách nước ngoài và tăng chi tiêu nhằm kích thích động lực kinh tế mà không làm tăng giá cả. Theo KCS, quyết định dựa trên cơ sở thống kê cho thấy có tới 98,8% trong tổng số 43,56 triệu lượt khách quốc tế đến Hàn Quốc vào năm 2019 cho biết họ không có hàng hóa chịu thuế để khai báo.